Trong vài năm trở lại đây, rừng ngập mặn Rú Trá tại tỉnh Thừa Thiên Huế đã dần trở thành điểm đến du lịch hấp dẫn đối với nhiều du khách. Với sự đa dạng sinh thái của Rú Trá, các cấp chính quyền cũng đã có sự kêu gọi đầu tư làm sao để phát huy tiềm năng du lịch của rừng mà vẫn phát triển rừng một cách bền vững, giữ nguyên vẹn giá trị sinh thái của khu rừng. Rừng ngập mặn Rú Trá là món quà mà thiên nhiên ban tặng cho Thừa Thiên Huế. Nơi đây được biết đến là khu ngập mặn duy nhất còn tồn tại trên hệ đầm phá Tam Giang, hệ đầm phá lớn nhất tại khu vực Đông Nam Á. Trong vài năm trở lại đây, rừng ngập mặn Rú Trá đã trở thành điểm đến hút khách du lịch bởi cảnh sắc độc đáo cùng hệ sinh thái đa dạng, tạo nên sức hút mạnh mẽ đối với những người yêu thiên nhiên. Đi Rú Trá cũng lần đầu luôn, thì thật ra thì đến đây thì thấy là đầu tiên là không khí rất là trong lành, mát mẻ hẳn so với các thành phố đô thị. Cái đến là cũng khá bất ngờ với cái hệ sinh thái ở trong rừng. Và cảnh quan thì khi mà lên tới cái đài này thì thấy rất là đẹp. Về du khách mà khi đến Huế thì đến Rú Trá là đa phần những khách mà ở các cái thành phố lớn như ở Hà Nội, ở Sài Gòn, và đến đây thì họ cực kỳ thích cái không khí ở đây. Theo em nhận thấy là khi mà đến đây thì lượng khách bắt đầu càng ngày càng tăng khi đến với Rú Trá, và khi đến họ không phải là đến một lần mà có thể đến tới hai lần vì bởi cái không khí ở đây. Trước sức hút ngày càng tăng của rừng ngập mặn Rú Trá, Ủy ban Nhân dân thành phố Huế chủ trương kêu gọi đầu tư xây dựng khu du lịch Rú Trá Cột Kè của xã Hương Phong. Đây được kỳ vọng là bước tiến mới để Rú Trá trở thành điểm đến quen thuộc hơn đối với du khách gần xa, mang lại nguồn thu hiệu quả từ hoạt động du lịch. Tuy nhiên, địa phương cũng cần cân đối, bảo đảm để du lịch không làm ảnh hưởng đến cảnh quan và hệ sinh thái của rừng. Ở khu vực này là đặc biệt là rừng tự nhiên của Rú Trá này, một trong những cái điểm là còn lại khá quý hiếm. Thành thử trong thời gian tới thì chúng tôi kết hợp với chính quyền địa phương và đảm bảo cho du khách tham quan du lịch và phát triển du lịch nhưng mà không xâm hại đến rừng. Chúng tôi là sẽ hướng dẫn du khách chúng là tham quan và nhưng không được khai thác ở các cái khu vực ở rừng này, mà khai thác này phải có theo đúng quy định của pháp luật. Cũng như nhiều cánh rừng khác, Rú Trá hiện diện nơi đây tựa như lá chắn giúp giảm thiểu tác động từ gió bão, giữ an toàn cho cuộc sống của người dân trước tác động của thiên tai. Đây cũng là nơi tránh lũ của bà con mỗi khi đến mùa nước nổi. Cái tên Rú Trá có nghĩa là rừng cây trá, bởi khu rừng có đến 90% loài cây trá mọc sừng sững với những bộ rễ đan bện vào nhau. Điều kiện tự nhiên phong phú nơi đây cũng tạo môi trường cho rất nhiều loài thủy sinh phát triển, từ đó người dân có thêm sinh kế nuôi trồng thủy sản. Từ diện tích rừng tự nhiên 2,88 ha, người dân đã chung tay mở rộng diện tích rừng trồng và nâng tổng diện tích lên gần 5 ha. Vừa qua thì được sự quan tâm của Ủy ban tỉnh Thừa Thiên Huế nhưng cũng như là của thành phố Huế đã đầu tư một cái tuyến đê ngăn mặn trị giá đến 14 tỷ đồng, hiện nay cơ bản đã hoàn thành. Thì được sự quan tâm của các cấp về chính quyền địa phương thì cũng đã thành lập một cái tổ cái bảo vệ cái khu vực rừng ngập mặn này. Đồng thời trong thời gian vừa qua cũng được sự đồng tình của bà con nhân dân rất là cao. Do đó mới có cái rừng Rú Trá ngập mặn bền phát triển bền vững như ngày hôm nay. Trước bối cảnh biến đổi khí hậu gia tăng như hiện nay, rừng ngập mặn càng khẳng định được vai trò vô cùng quan trọng trong việc giúp giảm thiểu 50% tác động của sóng biển, ngăn chặn nước biển dâng cao, bảo vệ cho cuộc sống của dân cư cũng như hạ tầng ven biển. Do đó, việc chính quyền và người dân chung tay bảo tồn, phát huy giá trị đa dạng của rừng ngập mặn không chỉ làm giảm nhẹ biến đổi khí hậu mà còn tăng cường bảo tồn đa dạng sinh học và sinh kế bền vững của người dân.